Ok, hello anh em nha. Thì chào mừng anh em trở lại với kênh của mình. Mình là Pufa đây. Thì tiếp tục với chuyên mục đó là tư vấn chuyên sâu và cao cho anh em. Thì nay mình tiếp tục quay trở lại với server C ở server 594 nha anh em. Tính là tầm anh em 594 ủng hộ tôi anh em ạ. Chứ giờ tôi chưa phát hiện ra nó mới ở server khác anh em. Thì được rồi, đầu tiên là mình sẽ nói qua về cái này anh em ạ. Arc này thì bạn chủ bạn có nói với mình. Đây thì mình sẽ xem lại thông tin anh em nhé. Anh em bình tĩnh. Rồi, và chủ arc là tài chính của em mỗi tháng đó là 1 triệu 5 trở xuống. Thì tôi sẽ lấy tầm mức 1 triệu nha anh em. Được chưa? Tầm 1 triệu 5 thì tôi sẽ định hướng ở mức 1 triệu để cho 500k khi bạn có live ride, bạn mua gì thì bạn mua. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ xem qua đó là lực chiến thì có vẻ là hơi đuối anh em nhé, hơi đuối. Được chưa? Thì anh em biết hồi nay tôi có lên một video đó là của VN bùi được VNX bùi Đức nè. Thì hạc đó kiểu như là không nạp anh em ạ, nhưng mà lực chiến thì vẫn là 9 triệu đến 10 triệu anh em nhá. Và hạc này thì sơ sơ qua tôi đánh giá là hơi thọt ha, hơi thọt. Được rồi, thì xem qua dàn tướng kinh không chơi thật kỹ, xương rồng không chơi thật kỹ nha em. Bay thì hình như là có vẻ đủ, ở bay thì vẫn đủ anh em ạ, nhưng mà hơi thiếu tài năng sao. Thì gần như là trường hợp chung của mấy cái hạc đó là xài kim cương nó hơi sai một tí anh em nhé, hơi sai một tí thì arc sẽ bị thiếu tài năng sao. Rồi, dàn tướng xung quanh này thì không có gì để nói, nhưng mà đây là điều cơ bản rồi, gần như là không gì đặc biệt anh em. Ta sẽ được kỹ. Rồi, ok. Rồi, thì cũng như bình thường anh em, được cái là arc này hơn cái là có Kodika và có thêm con Tát anh em ạ. Thì arc này có nạp anh em, và tôi đã thấy ở trong này tôi đã kiểm tra là đã có mua Barbury rồi. Đó, mua Barbury còn là level cả level 200 anh em, level 200 luôn. Đá thì đá quái dư khá là nhiều anh em. Về sau mà dư đá quái có Úc còn Phượng cũng được, có Phượng Úc Phượng cũng được anh em ạ. Tại vì vốn dĩ là ặc mà ở tầm thấp anh em, có càng nhiều tướng càng tốt anh em ạ, có càng nhiều tướng càng tốt, anh em chơi game càng dễ ha. Được rồi, thì mình sẽ xem qua đó là về cái vấn đề PvE của ặc này nha anh em. Mình sẽ có cái tinh thông cái. Như mọi khi thôi anh em, như mọi khi thôi. Tinh thông thì vẫn như vậy anh em ạ. Ôi, tinh thông quái thọt thế này nhỉ. Ý là anh em nên đi ấy, sao tiêu thông có quá thọt như này nhở. Thì với trường hợp coi xương rồng thì anh em vẫn sẽ đi ở mức level 8 mà. Nếu mà dồn đồ cho xương rồng thì đi đến level 8 là bình thường em nha. Ôi, tôi cảm giác là gần như lạc này đang hơi bị thọt anh em, hơi bị thọt tinh thông nhá, hơi bị thọt tinh thông luôn á, thật sự là thọt tinh thông ấy. Tôi sẽ nghĩ là thường là với các mà có nạp thì sẽ đi đến tầm level tầm cái tinh thông hệ là phải đến level 8 anh em, để anh em tối ưu hóa lượng sách á nha. Này là hơi thọt anh em nhá, anh em mình lên xem lại nhá. Được chưa? Với tôi nghĩ là kiểu tướng như thế này thì đi dưới sức chỉ là chắc tôi nghĩ do anh em lười, anh em sẽ bị một thói quen là lười. Kiểu giống như là anh em không tập trung đánh, xong rồi cứ mỗi ngày vô anh em clear hết quét hàng ngày là đi hết, nó chỉ gom anh em số tài nguyên rất là thấp nha. Cho nên là bất kỳ một cái gì, đi vấn đề gì nữa, anh em cũng phải đi cho mình mát giới hạn tinh thông đi, để anh em kiếm tài nguyên cho nó đầy đủ chứ. Này là tôi đánh giá là hơi lười, anh em đánh giá là bị lười ấy nha. Anh em đi xem lại nhá. Thì tất nhiên rồi, tư vấn chuyên sâu thì tôi vẫn sẽ đánh giá trên quan điểm tầm tầm nhìn của tôi. Anh em mà đã nhờ tôi tư vấn thì anh em nên chú ý một chút để mình chỉnh sửa nha. Vẫn như một khi tôi nói đấy, thà biết trễ còn hơn không biết, thà sửa trễ còn hơn không sửa nha anh em nha. Ok, rồi đó là vấn đề tinh thông. Tiếp theo là vấn đề tháp anh em ạ. Vấn đề tháp thì này đi bên thượng huyền trước anh em ạ. Tôi xem qua team tháp nha. Rồi tôi sẽ xem qua team tháp. Tôi nghĩ là bên này có Kodk thì sẽ khá là mạnh, nhưng tôi nghĩ sẽ bị kẹt bởi quái nhân. Tôi nghĩ sẽ bị kẹt tại vì một phần là thiếu cỏ kiểu các thứ ấy. Nó vẫn y chang cái arc trước em, không khác một cái gì luôn, gần như là y chang anh em ạ nha. Nhưng mà được một cái là bên này có tát 2, nên là nhiều phải đỏ thì có tát 2, có tát 2 có kinh thì có cả Kodk nữa, rồi có tăng tọn chay luôn, có zombie man tăng hàng trước luôn, thì khá là đỡ nha anh em, đỡ phần nào đó. Thì nói chung là không bị kẹt bên anh hùng quá nhiều, gần như là chỉ kẹt bên quái thôi anh em. Mà bây giờ vấn đề cái bánh quái này á, theo tôi đã thấy thì con xương rồng này chưa có siêu thuật kỹ anh em. Con xương rồng này chưa có siêu thuật kỹ nhá. Đó, bắt buộc là phải lấy siêu thuật kỹ. Nhưng mà được một cái, đó là khi tôi check qua trang bị thì ặc này trang bị khá đẹp anh em. Trang bị khá đẹp luôn. Nhưng mà ý là tại sao lại phải để rã nhiều sao như thế này anh em, kiểu tập trung cho một mình con xương rồng thôi ấy là đã đủ chơi rồi anh em ạ nha. Ôi, đồ đẹp luôn, nâng chuẩn luôn. Nâng chuẩn luôn anh em ạ nha. Nâng chuẩn luôn chỉ mỗi tội. Ôi, 200 HP một nút luôn. Vậy là chứng tỏ là arc này tẩy thẻ hơi nhiều anh em ạ. Ôi, tẩy ít lúc này. Ôi, được phết nhở. Ổn anh em ạ nha, ổn nhá. Rồi, tôi xem có thẻ xương rồng nào.
Rồi ok, này là bình thường em ạ. What the fuck cái gì ấy? Ui ui, thẻ xịn vậy. Ôi tính ra một con hiệu ứng mà thẻ nhất là thẻ xịn lắm anh em. Trời ơi anh em nhìn nào. Ai là thẻ quỷ. Ôi với 270 anh em. Thẻ quỷ. Thẻ này gọi anh em ạ. Thẻ này cực kỳ gọi nhất. Con năm đầu tôi mà có thẻ này là vô đối luôn anh em ạ. Vô địch thiên hạ luôn. Ôi thẻ này ngon anh em nha. Thẻ này thẻ tuyệt vời đấy. Đó. Ôi ạc này tính ra là anh em biết một vấn đề không? Chỉ do lười chơi thôi. Tôi khẳng định luôn do lười chơi. Lười clear content cho nên mới bị đuối như thế này thôi. Chứ thực ra là code arc không hề yếu anh em. Code arc không hiểu anh em nhìn đồ này. Đó, đồ lô 100 ATK này. Được chưa? Thẻ có thể ATK luôn. Đó, có thể xịn như thế này luôn mà anh em. Thì tại sao phải ấy, đúng không? Rồi, thì vấn đề bị kẹt tinh thông là không phải do bị kẹt, mà do bạn này không chịu đi. Tôi sẽ xem qua xem là cái phủ đầu như thế nào nha anh em. Phủ đầu đúng luôn. Ờ, đúng phủ đầu luôn. Thì không thể nào mà bị kẹt tinh thông được cả. Này là chỉ do điều kiện đó là không đi. Chỉ là không đi thôi anh em, chắc chắn là không đi rồi. Ác này không thể nào bị kẹt tinh thông được cả. Thấy không? Quà không nhận anh em, một đống các kiểu thứ này, không nhận luôn. Nó nhận mà lấy khung chứ anh em, nhận mà lấy khung mà tăng chỉ số lên chứ. Đó, này là không nhận anh em ạ. Ồ thấy không? Cực kỳ nhiều luôn. Mà anh em để ý nhá, cái follow này với cái flow này nhá, cái crew, cái phủ đầu với cái flow này nhá, là từ rất là lâu rồi, từ đợt trước tôi đi biển rồi. Mấy anh em phải roll ra không nhận, chắc chắn là do lười thôi anh em ạ. Chơi hơi lười nhá, cho nên là phải chăm lên một xíu. Em hiểu không? Một ngày anh em chỉ cần bỏ nửa tiếng em chơi thôi, nó không quá nhiều thời gian đấy. Chỉ là anh em bị một cái thói quen đó là anh em vội, anh em là đi đi xem anh em out. Ờ anh em không quan trọng vấn đề khác. Mà tài chính anh em bỏ ra là đến 1 triệu, giữa 1 triệu 5 đổ xuống. Đúng không? Thì làm vậy thực sự là hơi phí ấy, mẹ thực sự là hơi bị phí nhá. Đó. Thấy không? Quá nhiều khung luôn anh em. Mà khung này nó tăng cho anh em cực kỳ nhiều chỉ số nhá. Trời ơi anh em thấy không? Đấy tôi vội ạc xong bây giờ mới lò ra. À này không hề yếu anh em, đi không hề sai luôn, chỉ mỗi tôi là bị lười anh em ạ, bị lười. Khá là đau anh em nha. Bị lười anh em ạ. Thấy không? Còn mấy khung mà chưa dùng luôn anh em ạ nha. Chung là bị lười thôi anh em, đó, ngắn vào tăng quá nhiều chỉ số luôn. Đâm ra đội hình anh em trâu hơn, anh em đi PvE cũng dễ hơn chứ. Trời ơi, này là phải xem lại nha anh em. Đó này là phải xem lại nha. Khá là lười anh em ạ, khá là lười. Rồi xem Ember như thế nào. Ember thì đầy đủ anh em ạ, Ember thì không bị kẹt. Nhưng mà cảm giác là hơi thọt hay sao anh em, y hơi thọt. Rồi, Bounty đi sau không nhận luôn anh em ạ. Bounty đi sau không nhận luôn. Đấy, nha. Thì chủ ạc phải xem sao chứ, tôi thấy là hơi lười á. Chứ đánh giá khai khoảng qua là hơi lười. Được rồi, về đến lượt là cái vấn đề PvE thì chắc tôi không phải nói nữa. Ạc này cốt ạc quá ngon anh em. Cốt ạc quá ngon nha. Đó, tướng thì cũng ở mức ổn anh em ạ. Tốn tướng cũng đâu phải là yếu đâu. Đồ này tôi theo tôi là nên rã sao đồ này đi và úp cho xương rồng anh em ạ. Nè, úp cho xương rồng anh em thì anh em chắc không bị kẹp bên quái nữa nha. Và kiểu úp như vậy thì anh em đi cái tinh thông này là siêu dễ luôn đấy. Nè, tự nhiên mới đến có ải 6 à, trong khi cái này là khả năng này là dư sức đến ải 8 luôn. Dư sức đến ải 8 mà đủ lực chiến là đi ải 9 luôn. Ờ, này là hơi dở anh em, tâm hơi dở, anh em bị thọt sẽ bị thọt khá nhiều sách đấy. Rồi, tôi sẽ kiểm tra tinh thông từng tướng luôn nha anh em. Tinh thông 4. Rồi, Inni 4 sao là không đủ thẻ tăng sao anh em ạ. Không đủ thẻ tăng sao. Đấy, này chưa nâng được luôn nè anh em, chưa nâng được luôn. Rồi, sách dư khá là nhiều nha. Thì tôi nghe bạn này đang để dành cho Zenoth anh em ạ, đang để dành cho Zenoth thì cũng hợp lý. Nên để dành cho Zenoth. Nên để dành cho Zenoth nha. Tay 5 thì ngưng được rồi anh em ạ, ngưng được rồi, đừng nâng nữa. Nè, tinh thông tay này cũng không nâng được anh em. Tôi nghĩ là bạn này kiểu để dành cho Zenoth đấy. Chứ đâm ra cũng hơi lười. Cho nên là ạc này bị thọt khá nhiều tài nguyên đấy. Chỉ cần nhìn về cái lực chiến thôi và nhìn về cái tổng giá trị nạp bất ghét mỗi tháng mà thua cả cày chay thì nên xem lại nha anh em, chăm chỉ lên một xíu ha. Rồi và bây giờ là định hướng lên số vé anh em ạ. Định hướng số vé thì rồi suy thực kỹ thuật này. Vé đen trường này tôi không biết là mua vé hàng ngày chưa. Tháng này mua chưa? Tháng này mua rồi anh em ạ. Tháng này mua rồi. Ờ tháng này mua rồi nhưng mà vé vẫn bị thọt. Không hiểu. Tháng này mua rồi nhưng vé vẫn bị thọt anh em. Nha, có 112 vé thôi. Mà tôi thấy tôi có tướng gì đâu anh em. Tướng có đúng một con kinh như mấy. Ờ tướng đúng một con kinh như mấy. Không giữ đá luôn, đúng một cục hồ luôn. Này là cực kỳ đen luôn anh em. Nha, đúng một con kinh luôn. Ờ mà sao thọt vé hả? Tại vì cảm giác bị ít vé anh em, ạc này có nạp mà. Mà vé như thế là hơi ít anh em ạ. Hơi ít nha. Thì
Nãy bạn có kêu với tôi là tài chính là từ 1 triệu đó trở xuống, thì tí tôi sẽ tính toán đến việc đó là mua vé đen kiểu gì nha. Thì định hướng này vẫn như kia thôi anh em, không khác một cái gì cả. Đó là chắc chắn là mình sẽ hướng đến con Zenos. Hướng đến con Zenos để anh em sẽ không bị kẹt anh hùng quái nhân nữa nha, không bị kẹt PvE bên anh hùng. Và chắc chắn là con sẽ là con Zenos 1 sư tuyệt kỹ. Xong rồi sẽ ngắt nghé tới cái con Goketsu và con Comeback. Gần như là như vậy rồi anh em, định hướng quá đơn giản luôn, không phải suy nghĩ nhiều. Với những acc mà đang trong tình trạng đó là lưng mông lung như thế này anh em ạ, mông lung như thế này nha. Chắc chắn luôn là sẽ như vậy luôn, tại vì thực chiến hơi thọt. Phải từ từ anh em ạ, phải sửa rồi phải sửa từ từ, không thể vội được nha. Nha, riêng về định hướng tướng tôi bảo lại lần nữa, Zenos tháng sau Zenos suy kỹ. Xong rồi mình sẽ quay co và con Goketsu Comeback. Được chưa? Tất nhiên là acc này tiền bây giờ sẽ phải bơm vé vào, khẳng định luôn. Battle Pass thì lấy được nhiều thì lấy anh em ạ. Nha. Battle Pass thì lấy được nhiều thì lấy, ưu tiên chắc chắn sẽ là cái con sư tử kiếm xương rồng. Được chưa? Dẹp Buri qua bên, acc này chắc chắn là dẹp Buri qua bên rồi. Ưu tiên sư tử kiếm xương rồng. Nha. Không phải lăn tăn anh em suy nghĩ xương rồng luôn, để anh em đi BVE bên quái. Sau này con Goketsu và con xương rồng này suy nghĩ đi BVE bên quái nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Gần như là nó sẽ gánh hết anh em. Nha. Chỉ việc đảo follow up qua chỗ con chôn quái anh em, hoặc là để Esper cũng được, để Esper để tâm linh luôn, phủ đầu tâm linh luôn khi mà đi BVE nhá. Còn về sau này anh em có Zenos đi PvP thì anh em phải để phủ đầu sang chỗ phủ đầu của anh hùng, được chưa? Cái này rất tôi nghĩ anh em hiểu, không cần phải nói nhiều anh em ạ ha. Rồi về vấn đề trang bị thì nãy tôi cũng bảo luôn, đó là một số kiểu như thế này là anh em không cần phải nâng. Anh em đừng có tiếc, tăng thêm chả bao nhiêu lực chiến cả anh em cứ dồn đồ vào một con. Về sau này anh em bê nguyên cái đống trang bị này, thấy chưa? Bê nguyên cái đống trang bị để sang cho con Zenos. Anh em cứ bụ úp lên một set 4 sao hoặc là một set 5 sao đi, thấy chưa? Rồi video thì nên xem chăm chỉ, đừng để quá thọt anh em, đừng để quá thọt. Lượng kim cương thì nên xài một cách hợp lý, ưu tiên mua vé đen, mua vé siêu kỹ, thẻ tăng sao ở shop ẩn nha, và kể cả thẻ tăng sao tím. Hạn chế tẩy thẻ, anh em hiểu không? Hạn chế tẩy thẻ, được chưa? Tẩy thẻ là một trong những cái bộ môn cực kỳ tốn kim cương đối với những acc cao mà đang trong tình trạng đó là thọt như acc này. Acc này là thọt nhá, tôi khẳng định là thọt, được chưa? Tôi không biết là bạn này mới mua acc hay là do chưa từ đầu nha, cái này tôi không biết. Nhưng mà nếu mà thực sự acc này chưa từ đầu á thì là hơi lười nha anh em. Và nếu mà mới mua acc đang trong giai đoạn sửa thì vẫn như cũ, nhưng vẫn như tôi bảo luôn, anh em hãy coi như là mình đã đi sai một khúc rồi thì mình sửa lại anh em ạ. Nha. Rồi. Thì gần như là trang bị thì với lại thẻ nó rất là ok anh em nhá. Nói chung là không có nâng sai một cái gì cả nha. Nói chung là anh em vẫn bị cái tình trạng đó là đây, rã để thẻ tăng sao linh tinh tinh, gom hết thẻ tăng sao về úp cho một con DPS thôi anh em. Về sau này vấn đề tốc độ dẹp nó sang một bên, mình ưu tiên PvE trước. Ha. Còn cái vụ tốc độ thì sang một vết sư nó sẽ lại bỏ cho anh em luôn. Thật sự là như vậy, về sau này là đúng kiểu là ở tầm trung á, DPS của thằng nào khỏe hơn thằng đó là bố anh em nhá, không phải suy nghĩ nhiều lăn tăn luôn, được chưa? Rồi thì định hướng coi như là acc này là coi như là tôi cũng đã định hướng đơn giản rồi anh em ạ, tại vì kiểu cốt acc nó đã ổn sẵn rồi đấy, chỉ mỗi tội là bị lười. Gần như là bị lười anh em ạ. Còn cái việc mà tại sao tôi không có tư vấn cái vấn đề đó là dojo hay là nào đây kia thì anh em nhìn này, kiểu cụm xưa mà mới á, anh em đảo đội hình đánh rất là dễ. Anh em chỉ việc chia tướng đánh hai đội hình thôi, chưa kể đó là tháng sau em có thêm Zenos nữa, anh em đi này càng dễ nữa nha, càng dễ nữa. Với lại đối với những acc kiểu nông dân như thế này nè, không phải nông dân nhá, mà nói chung là anh em nhìn thế này thì tôi không biết là cũng phải kêu nông dân hay không, tại vì thua cả lực chiến bọn nông dân đấy nha. Cho nên tôi rất thẳng luôn là acc đang trong mức độ tầm trung như thế này, ở tầm trung tầm thấp như thế này thì nên chỉnh sửa mấy cái PvE trước, còn PvP thì chưa quan trọng anh em ạ nha, chưa cần quan trọng, nói thật luôn. Thấy không? Còn quá nhiều thứ kiểu chưa nạp chưa nói gì cả, quá nhiều thứ để xử lý anh em ạ. Và mấy cái nhỏ nhặt này giờ chẳng lẽ anh em phải để tôi nói nữa, đúng không? Chủ acc phải vào check và làm check một lượt đi, xử lý hết, đừng có để thọt đi toàn bộ hoạt động, đừng có để thọt bất kỳ một cái hoạt động nào cả anh em, nhất là việc gom kim cương. Và đến chương mục cuối đó là chương mục xài tiền anh em. Và chủ acc có kêu với tôi đó là maximum một tháng tầm 1,5 triệu, đúng không? Tầm 1,5 triệu thì tôi sẽ đánh giá đó là Battle Pass thì là mình sẽ mua mỗi tháng nha. Battle Pass thì mình sẽ mua mỗi tháng chắc chắn rồi, có rồi mình mua, tại vì Battle Pass nó sẽ cho mình cực kỳ nhiều tài nguyên và cực kỳ nhiều đồ luôn, anh em nhìn nào, thấy không? Cho cực kỳ nhiều tài nguyên và cực kỳ nhiều đồ, và để một phần nào đó anh em đổi được những con tướng để anh em đi PvE dễ hơn ha, kể cả PvP luôn. Rồi đó là Battle Pass thì khi nào nó mới ra là tính thôi.
Còn bây giờ tôi sẽ tính tiền không muốn tính trong Battle Pass nha. 1,5 triệu thì anh em có thể ưu tiên gói login bonus này. Đó, login bonus thì bắt buộc anh em phải mua thẻ tháng nhá. Anh em phải mua thẻ tháng nhá. Đây, có quá nhiều thứ chưa mua luôn anh em. 1,5 triệu một tháng nhưng mà quá nhiều thứ chưa mua luôn anh em ạ. Nha. Đây, thẻ tháng này có rồi thì anh em có thể ưu tiên là login bonus. Anh em nhớ nhá, gói login bonus này bắt buộc em phải mua thẻ tháng em mua được nhá. Với 23 đô nó cho anh em tầm 12 vé siêu thần kỹ, 12 vé vé đen và 7 vé siêu thần kỹ. Cộng với rất là nhiều thẻ tăng sao và vé linh kiện luôn. Cứ là lời nha anh em, nên mua. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hai gói này nha, đã nạp tiền thì nên mua đi, tại vì nó cho anh em vĩnh viễn mà. Mỗi ngày anh em sẽ được thêm một vé. Được chưa? Mỗi ngày anh em sẽ được thêm một vé. Nha. Và cái vé hai cái vé lại vé cho chiến thuật và cái vé split vé token này á cực kỳ quan trọng nha. Để anh em nâng huy chương. Về sau này sắp tới nửa năm tới nó đã update huy chương đỏ rồi. Hai cái này nó dính liền với cốt ặc của anh em luôn. Tướng thì có thể đổi, nhưng mà hai cái này thì không thể đổi nha anh em. Cho nên là hai cái này mang giá trị rất là lớn nha. Anh em nên mua. Được chưa? Dư tiền lúc nào là mua lúc đó. Anh hiểu không? Kiểu tháng này anh em không dư được á thì anh em không mua, nhưng mà tháng nào mà dư anh em để tiền không biết làm gì á thì thay vì anh em chơi random anh em thể mua hai cái này của tôi nha. Nha. Nó mang giá trị ặc cho anh em rất là lớn. Được chưa? Rồi login bonus này, ưu tiên mua hai gói này này. Và mỗi một tháng, được chưa? Mỗi một tháng nó cho anh em random 2 đô. Thì nếu mà anh em random tầm 12 ngày, 13 ngày á, tầm 500k anh em ạ, tầm 500 ngàn nha. Thì theo tôi đây là cách kiếm vé ổn nhất cho nông dân. Anh em nên chơi, chỉ cần nó nổ cho anh em 2 lần 12 thôi nha. Nghĩa tỷ lệ chỉ cần 2 trên 12 thôi á. Được chưa? Là anh em coi như là anh em đã lãi rồi. Việc bỏ 24 đô tôi tính cho anh em luôn, đó là 1 đô một vé là anh em lời nha. Chỉ cần cứ một tính trên đầu 1 đô một vé là anh em lời. Nghĩa là anh em chỉ cần mở ra hai mốc đầu tiên thôi là anh em đã lời rồi nha, chưa tính nhiều luôn đấy ha. Rồi, đó là về cái vấn đề random thì theo tôi là chỉ nên random mấy gói này thôi. Và có thể tính đến gói 3 đô này cũng được. Đó. Nhưng mà theo tôi từ 5 đô trở lên thì theo tôi anh em đừng nghiện quá, chỉ mua full hai gói này thôi anh em ạ nha. Gói này thì nó tận 12 đến 13 ngày cơ. Đó. Và giữa tháng nó cho anh em thêm một gói 9 đô 9 vé nữa. Anh em nên mua ha. Rồi, còn cái việc gói này thì tôi nghĩ là theo tôi là anh em không nên mua, tại vì gói này thực sự là tài chính chỉ dành cho những người từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Thì anh em nên mua cái này. Khi mà anh em mua cái này thì anh em sẽ không phải hết xui nữa, mà anh em sẽ đảm bảo được cái vé đen và vé linh kiện của anh em hơn nha. Đây nha, 8 đô mà tôi bảo với anh em là 9 đô 9 vé đúng không? 9 đô 9 vé thì nó sẽ là lời. Và đây là 9 đô anh em cho anh em 6 vé và trong khoảng 3 đô kia cho anh em đến 8 vé linh kiện. Tôi vĩnh nghe vậy là ngon rồi anh em. Tính là vậy là ngon rồi, nó còn chắc chắn, nó còn chắc ăn nữa. Nó không hên xui gì cả. Nghĩa là nó mặc định là một tháng em nào vào chừng đó thì anh em được số vé từng đó luôn. Anh hiểu không? Kiểu không phải lăn tăn nghĩ ngợi gì quá nhiều ấy. Đấy. Thì đó, tôi cũng tính vậy luôn cho anh em rồi. Và trường hợp nó bán thêm một số gói kiểu là cuối giữa tháng á, nó có ra mấy gói như là investment như vừa rồi là 17 đô cho 10 vé đen và 2k kim cương thì anh em cũng nên bú. Đó, tôi tính cho anh em đó là 1 triệu một tháng thì anh em nên mua những cái gì. Anh em nên mua những cái gì và phần dư 500k kia là tùy anh em, việc anh em đắp vào những chỗ còn thiếu. Ha. Ok ha, đấy tính đơn giản thôi. Ưu tiên đó là login bonus nha. Là tôi nói lại một nữa nha. Ưu tiên login bonus. Ưu tiên hai cái gói này. Đó, ưu tiên hai gói này vì nó vĩnh viễn. Xong đó là mình sẽ hướng đến random. Mình sẽ hướng đến random. Random thì ưu tiên 2 đô anh em nhé, ưu tiên gói 2 đô. Xong rồi, ưu tiên gói 1 đô 2 đô nè. Đó, 12 ngày, 13 ngày là tầm 500k đấy. Xong rồi là đến gói 3 đô này. Ha. Đấy chỉ vậy thôi anh em ạ. Sau này nó có những cái chuyên mục lãi hơn. Ví dụ như là có bán thẻ tăng sao kiểu thứ thì anh em có thể suy nghĩ cân nhắc mua. Nhưng mà tầm 1 triệu rưỡi đổ lại thì tôi nghĩ là anh em mua vé đen thôi là anh em mệt thấy mẹ rồi. Chưa phải cần phải nghĩ đến mua mấy gói khác luôn anh em nha. Đó thì coi như là ok, ạc này là chỉ biết cốt ạc ngon, đồ ổn. Nâng chuẩn luôn anh em, nâng chuẩn luôn và thẻ rất là đẹp. Chỉ mỗi tội là bị lười. Quá lười anh em ạ, quá lười. Nha, tôi mong sao là anh em khắc phục cái vấn đề đó, đừng có lười nữa anh em. Nha. Thực sự là mỗi người có một cách trải nghiệm riêng. Nhưng mà theo tầm cái tầm nhìn của tôi á thì tôi cảm giác nếu mà anh em chăm chỉ lên á thì anh em sẽ trải nghiệm game sướng hơn. Và tất nhiên video này trên quan điểm cá nhân của tôi thôi, anh em nhờ tôi tư vấn như thế nào thì tôi sẽ tư vấn theo góc nhìn của tôi. Còn anh em chơi sao, anh em lựa chọn cách chơi như thế nào thì phụ thuộc vào anh em ha. Được rồi, mình là Fullfa, hẹn gặp lại anh em trong các clip sau nha. Bye bye.